Lời đầu tiên tôi xin phép em được gửi lời chào đến tất cả các thầy cô, các anh chị cùng toàn thể các bạn học lớp Happy 3 thân mến. Em tên là Nguyễn Thị Quỳnh Nga, sinh viên khóa 3 của trường đại học EDX và số sinh viên của em là CUV021HP016. Thì ngày hôm nay bọn mình đã được học bộ môn là kỹ năng giao tiếp và ứng xử của thầy Mạnh Hải. Thì mình đã được bàn luận một cách sôi nổi về cái chủ đề này. Ngày hôm nay mình sẽ xin nói về cái chủ đề là những cái cách giao tiếp và ứng xử như thế nào, và sẽ nói với mọi người về một câu ca dao tục ngữ, đó là lời chào thì cao hơn mâm cỗ. Thì lần đầu tiên thì cái cách giao tiếp và ứng xử sẽ như thế nào? Mỗi con người thì đều phải có một cái cách giao tiếp và ứng xử để làm sao tạo ra một cái mối quan hệ thân thiện giữa mọi người với nhau. Khi mà chúng ta giao tiếp tốt thì sẽ có những cái mặt tích cực, đem đến những mặt tích cực đến cho mọi người, và cái điều đấy sẽ thúc đẩy mọi người càng ngày theo cái lối sống tích cực của mình, và dần dần biến thế giới này trở thành một cái thế giới văn minh và tích cực. Thì theo mình đã biết là giao tiếp là gì? Giao tiếp là những cái giao lưu và những cái tiếp xúc, những giao lưu và tiếp xúc với mọi người xung quanh, và cái cách giao tiếp làm sao để có thể thật tốt. Đấy là cái cách ứng xử để làm sao mà mọi người có thể vào đấy hòa đồng, nói chuyện với nhau một cách vui vẻ. Và ứng xử là cái cách mà chọn lựa để chúng ta cách chọn lựa để làm sao mà ứng xử giữa người với người thật tốt. Và cái kỹ năng giao tiếp ứng xử, đây là cái cách thức, những cái kinh nghiệm cũng như là cái được đúc kết sau khi một quá trình rèn luyện để trở thành một cái kỹ năng. Thì đấy là cái kỹ năng giao tiếp và ứng xử. Và nếu mà chúng ta cái kỹ năng này thì sẽ có thể càng ngày càng rèn luyện. Đã được gọi là kỹ năng thì phải thông qua một quá trình rèn luyện hết sức là khổ tâm. Thì khổ luyện thì mới thành tài, thường thường người nói khổ luyện mới thành tài. Cho nên đã trở thành một cái kỹ năng giao tiếp và ứng xử thì chúng ta cần phải qua một quá trình học tập và cũng như quá trình rèn luyện để trở thành một cái để cho biến nó thành một cái kỹ năng thật tốt. Và nếu mà chúng ta không biết rèn luyện kỹ năng này để có thể làm sao mà tạo ra một cái mối quan hệ thân thiện giữa người với nhau, thì chúng ta nên cần phải học hỏi thật nhiều, đúc kết kinh nghiệm thật nhiều, làm đi làm lại, lặp đi lặp lại cái chủ đề đấy để làm sao có thể biến nó thành bản năng, thành kỹ năng của mình. Để sau này biết đâu rằng mình có thể truyền đạt lại những cái thông tin cũng như là những cái phương pháp mà mình đã được học đến với mọi người. Thì cái kỹ năng này sẽ làm sao giúp có những cái vai trò hết sức là to lớn để giúp cho bản thân mình hoàn thiện. Ví dụ như là tạo ra một cái mối quan hệ thân thiện này, giúp cho mình giúp cho mình am hiểu sâu sắc về cái chủ đề này, giúp mình có thể học được những cái phương pháp từ các thầy cô, giáo viên. Và cái phương pháp này và những cái kỹ năng này thì có thể giúp chúng mình học nhiều, thì giúp chúng mình thông minh này, minh mẫn đầu óc này, trí tuệ được phát triển và lưu thông. Và đặc biệt là khi mà chúng ta có cái kỹ năng giao tiếp này thì mình nghĩ vai trò to lớn nhất đó chính là tạo ra được một cái mối quan hệ hòa đồng, thân thiện, tích cực giữa người với người. Khi mà chúng ta nhìn vào một cái hành trình, một cái lối nói cũng như là một cái văn phong tích cực, thì mọi người sẽ nghĩ rằng mình sẽ luôn luôn yêu thích người này và muốn tiếp xúc với người này để mình có một cái năng lượng tích cực những cái ngày mới khi mệt mỏi. Những cái người mà đã tích cực rồi thì thường thường sẽ làm rất nhiều trò vui, và cái cách giao tiếp của mọi người được mọi người rất là nể nang, làm sao để có thể ứng dụng vào trong cái cuộc nói chuyện cũng như là ứng dụng vào cái lối sống của mình. Cái điều đấy không phải dĩ nhiên là có được, mà chúng ta phải qua một quá trình rèn luyện và đúc kết để làm sao phát triển nó thành bản năng, thành kỹ năng của bản thân, và sau đấy vận dụng cái kỹ năng đấy để đưa ra đời sống, giúp mọi người vừa có thể nhìn vào cảm thấy là sạch đẹp đấy. Ví dụ như mà chúng ta tạo ra một cái cuộc hẹn, một cái lối, một cái trang cá nhân Facebook của mình chẳng hạn, thì nếu mà có cách ứng xử tốt đẹp thì mọi người nhìn vào sẽ thấy rằng cái trang cá nhân này, cái con người này, bản chất người này hết sức là thân thiện, hòa đồng, có một cái trang cá nhân rất là sạch sẽ, mang đến một cái sự tích cực đến cho mọi người. Thì đấy,
mọi người sẽ vào và xem, thích thú và cứ vào xem và chia sẻ đấy những cái mặt tích cực. Và khi một người tích cực và lan truyền được những cái lửa tích cực đấy thì cả thế giới này sẽ trở nên tích cực và vui vẻ hơn. Và mình sẽ nói đến chủ đề là phân tích cái câu nói là lời chào cao hơn mâm cỗ, nó cũng gắn liền với cái cách giao tiếp ứng xử này. Thì cái lời chào ở đây chính là cái lời nói chào hỏi giữa con người với người. Thì cái điều này là cái lời chào này thể hiện cái sự lịch sự này, lễ phép. Thường thường thì cái lời chào này sẽ được nói đến từ cái lời chào này sẽ dành cho người nhỏ hơn, chào hỏi những người lớn hơn, thì thường thường là như thế. Nhưng mà mọi người có thể chào hỏi nhau, người cùng tuổi chẳng hạn, thì chúng ta có những cái phương cái cách những cái tình huống nhiều cái vấn đề để có thể chào hỏi. Ví dụ như chào hỏi những người cao hơn tuổi hơn này, bố mẹ ông bà chẳng hạn, và chào hỏi những người đồng nghiệp, những người sếp và những người bác sĩ và mọi người xung quanh, thì sẽ có những cái cách chào hỏi khác nhau. Thì cái chủ đề mà chúng ta có thể chào hỏi, thì cái lời chào hỏi đấy làm sao có thể chào hỏi cho một cách thật tốt, thì thường lời chào hỏi phải có đầy đủ chủ ngữ và vị ngữ đấy, và cần theo có một cái thái độ làm sao để có thể thân thiện này, thái độ trên môi luôn mỉm cười để có thể chào hỏi cho mọi người. Khi mà nghe được lời chào hỏi đấy thì mọi người cảm thấy rất là cảm thấy được một sự vui vẻ nhất định. Và khi nghe càng nhiều lời chào hỏi đấy thì mọi người sẽ đánh giá rằng con người này hết sức là tôn trọng, hết sức là lễ phép và lịch sự. Khi nghe nhiều thì cảm thấy sung sướng, rất là sung sướng và mãn nguyện với cái lời chào của mình. Khi mà đấy, và không, sau khi mà chúng ta được chào hỏi rồi thì chúng ta sẽ phải có những cái lời nói đáp lại. Lời chào hỏi thì cần phải có sự tương tác của hai bên. Khi mà chào hỏi thì người đối phương cũng phải đáp lại. Còn nếu mà chúng ta không đáp lại lời chào hỏi thì đấy sẽ thể hiện sự mất lịch sự và kiêu căng ngạo mạn đấy. Điều đấy sẽ làm cho người chào sẽ cảm thấy hết sức là bực bội và thái độ không được tốt. Và cái lời chào này sẽ còn thể hiện là cái sự mở đầu của cuộc nói chuyện. Khi mà chúng ta không biết là nói gì thì cái lời chào sẽ là cái lời mở màn cho cuộc nói chuyện một cách suôn sẻ. Điều gì cũng thế, trước tiên chúng ta phải có những cái lời chào trước đã. Lời chào làm sao thể hiện được cái sự thân thiện này, một cái tâm của mình chào hỏi xuất phát từ tâm, luôn chân mỉm cười và có một cái thái độ hết sức là trân trọng. Ví dụ như là khi mà gặp người lớn thì sẽ là cháu chào cô hoặc là cháu chào bác ạ. Con khi ở bố mẹ thì con chào bố mẹ ông bà đấy, thì cái lời chào thì người ta ví lời chào với mâm cỗ là như thế. Thì các bạn nghĩ mâm cỗ là gì? Mâm cỗ là những cái mà chúng đồ ăn thức uống mà chúng ta được nấu này, được ví dụ như tổ chức có một cái buổi lễ gì đấy thì chúng ta sẽ có những cái mâm cỗ đầy những cái thức ăn ngon miệng. Nhưng mà ở ngay tại người đây người ta ví rằng lời chào còn cao hơn cả những thức ăn đấy, những cái thứ ngon đấy, những cái mâm cỗ đầy đấy, thì có nghĩa rằng cái lời chào này hết sức là có ý, một cái vai trò hết sức là quan trọng, thì cần phải được rèn luyện. Nếu có nếu như mà chúng ta bây giờ mà chưa biết được cách nào để chào hỏi đúng cách thì chúng ta cần phải học hỏi này, học hỏi càng nhiều, nghe tiếp thu càng nhiều, đi giao lưu càng nhiều thì mọi người sẽ cảm thấy rằng lời chào hỏi sẽ có một cái vai trò quan trọng như thế nào. Thì giống như mình đã nói thì cái lời chào hỏi sẽ phải có đầy đủ chủ ngữ và vị ngữ và có một cái thái độ hết sức là tích cực đến truyền lửa cho mọi người. Đấy, thì chúng ta cần nên có một cái thể hiện một cái lời chào xuất phát từ tâm để có thể mọi người nhìn vào vui vẻ và hòa đồng hơn. Khi mà tiếp xúc với người lớn hơn thì mọi người sẽ cảm thấy yêu quý, đấy, yêu quý mình. Trong những cái trường hợp sau khi mà mọi người đã được chào hỏi rồi, nhưng mà bên cạnh đó còn có những cái con người mà không biết nói lời chào hỏi, khi gặp người thì chỉ nói những cái lời thô lỗ, cộc cằn, đôi khi còn xúc phạm lẫn nhau. Đấy là những cái lời nói mà chúng ta không bao giờ muốn nghe. Đấy, thì con người mà nói những lời thô lỗ đấy thì khi mà được mọi người nhắc
thì lại có những cái lý do phản biện lại, thì biện lại cho những cái xấu xa của mình, cái thói hư tật xấu của mình. Đấy, thì những con người đấy sẽ không bao giờ tiến bộ lên được và sẽ bị thế giới này miệt thị và không tôn trọng. Khi mà mình muốn tôn trọng người khác thì mình phải có một cái thái độ tôn trọng lại thì người ta mới tôn trọng mình, đúng không nào? Thì cần phải có một cái thái độ tôn trọng người khác, lịch sự, hòa nhã đối với mọi người thì mọi người mới hòa nhã lại, lịch sự lại với mình. Và chúng ta cần phải biết truyền lửa này cho mọi người. Đối với những cái người mà không biết chào hỏi đấy thì chúng ta cần phải có những cái biện pháp làm sao rèn luyện dân đe họ, để họ có cần phải có một cái thái độ khác, ít nhất là thay đổi bản thân, hoàn thiện bản thân để có thể làm sao không bị, trước hết là không nói những lời thô lỗ cộc cằn này, sau đấy thì sẽ chuyển sang nói những lời ái ngữ, nói những lời thân thiện, nói những lời dễ nghe. Đấy, thì chúng ta cần phải rèn luyện, mỗi cá nhân thì chúng ta cần phải rèn luyện như thế. Và mà chúng ta đã được cái lời nói này, ngày xưa ông cha ta đã để lại rồi, là lời chào cao hơn mông cỗ. Thì có khi đi thì chào hỏi, khi đi thì hỏi chào, khi đi thì hỏi, khi về em chào mà. Thì chúng ta cần phải, ngày xưa đã hết sức là chú trọng về cái chủ đề này, thì càng lớn lên chúng ta cần phải phát triển và giữ vững được cái tinh thần này, truyền lửa lại cho phản với lại những cái gì mà ông cha ta đã dạy dỗ chúng ta và đưa ra những cái câu ca dao, tục ngữ thật đắt giá, không hiển nhiên, không hưởng dưng mà người ta lại có những cái câu ca dao như vậy. Cần phải có qua một cái quá trình rèn luyện, và đấy là những cái phẩm chất, cái lời chào là cái một trong những cái phẩm chất tốt đẹp của con người, chúng ta cần phải được rèn luyện. Đấy, thì càng ngày chúng ta sẽ phải càng nói những cái lời ái ngữ và biết nói những cái lời yêu thương lẫn nhau, thì cái mối quan hệ này, cái thế giới này sẽ ngày càng trở nên tốt đẹp. Thì đấy là những cái nội dung mà mình muốn nói ngày hôm nay. Thì mình xin đúc kết lại là chúng ta phải có một cái cách ứng xử giao tiếp thật tốt, tạo ra mối quan hệ hòa đồng giữa người với người bằng cái cách là chào hỏi. Đấy, đầu tiên chúng ta sẽ nên chào hỏi, tại vì nó là một cộng đóng một cái vai trò hết sức quan trọng. Thế nên chúng ta cần phải học hỏi và nói theo. Vì sau khi mà chúng ta biết học chúng ta biết học hỏi rồi thì có những cái cách lời, có những cái kỹ năng để có thể làm sao mọi người nghe vào, mọi người đã thấy cái con người này luôn luôn tạo ra một cái mối quan hệ tích cực, truyền lửa giữa người với người. Và vâng, ngay bây giờ thì mình xin dừng lại video ở đây, để làm nếu như các bạn có những thắc mắc hay là những cái băn khoăn gì muốn mình giải đáp thì hãy để lại dưới phần comment, mình sẽ vào và trả lời những cái thắc mắc của các bạn. Và bây giờ mình xin dừng lại video ở đây. Chúc mọi người buổi tối tốt lành.